Được xem là chuyển giới đẹp như nữ thần, như Hương Giang Idol vẫn có lúc lộ dấu vết đàn ông. Bên cạnh những hình ảnh xinh đẹp như nữ thần, không ít lần Hương Giang Idol để lộ gương mặt thô góc cạnh như đàn ông. Khi nói đến những phiên bản chuyển giới thành công nhất đến thời điểm hiện tại, thì không thể bỏ qua Hương Giang Idol. Cô được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Việt Nam Idol. Ngoài việc theo đuổi niềm đam mê ca hát, Hương Giang còn tham gia rất nhiều game show truyền hình. Mỗi khi xuất hiện, Hương Giang luôn thu hút sự chú ý của công chúng bởi vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ. Thậm chí, không ít người dành cho Hương Giang những lời khen ngợi rằng nét cuốn hút ở cô chẳng kém gì so với Nông Bôi, người đẹp chuyển giới số 1 Thái Lan. Tuy nhiên, Hương Giang Idol không ít lần để lộ dấu vết đàn ông khiến người ta choáng váng, như là gương mặt cứng đờ, vai rộng, chân tay thô. Mới đây, Hương Giang có buổi gặp gỡ truyền thông để phân trần sau khi bị cho là xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Tại đây, Hương Giang không kìm được xúc động khi nói lời xin lỗi và giải thích về những hiểu lầm. Nhưng khi mếu máo, Hương Giang vô tình để lộ gương mặt thô như đàn ông và cầm ngấn mở. So với những hình ảnh xinh đẹp khi được trang điểm kỹ càng và Photoshop trước đây, Hương Giang Idol trông khác một trời một vực. Hương Giang Idol để lộ những đường nét đàn ông khiến rất nhiều khán giả thất vọng. Bên cạnh những hình ảnh xinh đẹp như nữ thần, Hương Giang không ít lần lộ vết tích đàn ông. Hình ảnh hồi nhỏ của Hương Giang khi còn trong hình hài nam giới. Ngày còn đi học, Hương Giang có khá ít bạn bè thân thiết. Vì rất không mấy ai chơi với một đứa con trai nhưng lại để tóc dài, đi giày cao gót và thích trang điểm. Nhiều lần Hương Giang lộ rõ gương mặt không được nữ tính. Khi mặc đồ gợi cảm, Hương Giang lộ phần vai thô, bắp tay to. Nhìn trên thì đẹp lung linh, nhưng nếu chú ý phần tay của Hương Giang lại chẳng khác gì đàn ông. Nghệ sĩ Trung Dân bị Hương Giang Idol xúc phạm. Tôi xấu hổ nhục nhã không dám nói cho ai nghe. Tôi xấu hổ nhục nhã không dám nói cho ai nghe. Cả trăm người trong game show đó, họ lên Facebook xầm xì, nghệ sĩ Trung Dân kể. Cách đây vài ngày, khi đang tham gia ghi hình một chương trình game show, nghệ sĩ hài Trung Dân đã tức giận bỏ về vì bị Hương Giang Idol xúc phạm. Nhưng điều đáng nói, thay vì Hương Giang Idol bị cắt khỏi chương trình thì Trung Dân mới là vật hy sinh. Và lý do vị đạo diễn đưa ra là vì anh không ký hợp đồng, còn Hương Giang Idol thì có. Những khán giả và đồng nghiệp biết chuyện này đều tỏ thái độ bức xúc thay nghệ sĩ Trung Dân. Phóng viên đã liên hệ và thuyết phục anh chia sẻ thẳng thắn câu chuyện này. Hương Giang Idol nói nghệ sĩ Trung Quân đút đầu vô cầu tiêu. Ngày 8 tháng 5, tôi tham gia ghi hình một chương trình game show cùng nhiều đồng nghiệp khác, trong đó có Hương Giang Idol. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi, Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần ông ấy đút đầu vào, ba chấm, và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì. Mọi người đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng. Riêng Hương Giang Idol nói đút đầu vô cầu tiêu. Khi Hương Giang đưa đáp án đó, tôi đứng lên phản ứng, cô đừng nói như vậy quá đáng, cô bỏ đáp án đó đi. Hương Giang Idol giải thích rằng ai cũng có quyền suy nghĩ, riêng cô ấy thì nghĩ như vậy. Tôi ngồi xuống, đạo diễn vẫn cho ghi hình tiếp. Sau một phút tôi đứng dậy và nói, tôi không thể tiếp tục quay với một người vô văn hóa như thế này. Khi tôi nói như vậy, tôi có nghe được những tiếng vỗ tay ở hàng ghế khán giả và tôi bỏ ra về. Lúc đó đạo diễn chặn tôi lại và nói, chuyện diễn ra nhanh quá tôi phản ứng không kịp, tôi tính sẽ bỏ đáp án đó. Đạo diễn mời tôi ở lại quay tiếp, vì lúc đó chỉ còn một câu hỏi là kết thúc số đó. Là đạo diễn, cậu ấy phải nhận xét được cái nào là sạch, cái nào là dơ và phải nhìn thấy rằng đó là một lời nói xúc phạm tôi, một sự xúc phạm quá nặng. Tôi đã chờ đạo diễn phản ứng nhưng cậu ấy vẫn cho máy ghi hình. Tôi không phải người tham tiền đến mức khi bị xúc phạm như thế vẫn ngồi đó quay tiếp dù chỉ còn khoảng 5 phút là xong. Sự tổn thương của tôi quá lớn nên tôi bỏ về. Người bị xúc phạm bị cắt sóng. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, đạo diễn gọi điện cho tôi xin lỗi vì sự cố đã xảy ra. Cậu ấy hỏi tôi có thông cảm không. Tôi nói, câu hỏi đó lúc này tôi không trả lời được vì tôi đang bị sốc. Vì đạo diễn đó đáp lại tôi rằng, giữa Hương Giang với chú, chúng tôi không biết chọn ai, nhưng Hương Giang làm việc có hợp đồng, còn chú làm việc không ký hợp đồng, nên thôi, tôi xin lỗi chú. Tôi nói như vậy anh cắt tôi khỏi chương trình. Khi tôi bỏ về, tôi đã chấp nhận mọi quyết định, nhưng đó cũng là sự lựa chọn của họ. Sau đó Hương Giang Idol nhắn tin giải thích rằng cô ấy không cố ý làm tôi tổn thương. Tôi nhắn lại cho Hương Giang Idol rằng
Tôi báo cho bạn một tin vui, đạo diễn đã cắt tôi khỏi chương trình. Như vậy thì chương trình đã đi theo đúng quỹ đạo rồi, một bài học trong cuộc sống. Sau khi nói nghệ sĩ Trung Dân lúc đầu vô cầu tiêu, thay vì nhận mình lỡ lời rồi xin lỗi anh, thì Hương Giang Idol lại biện giải cho việc đó rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Mấy ngày sau đi làm việc, tôi nghe được một số bạn bè đồng nghiệp và khán giả phản ứng về chuyện này. Họ dành cho tôi những lời tích cực. Trong đó có ý kiến rằng, chương trình truyền hình nhất là game show, người của Bộ Giáo dục nên có mặt ở hậu trường và duyệt kỹ càng thì mới được phát sóng. Sau ngày hôm đó, cá nhân tôi không nói bất kỳ điều gì về chuyện này. Tôi xấu hổ nhục nhã không dám nói ai nghe. Tôi cũng nghe phong phanh rằng game show đó đồn tôi gây khó khăn nên họ phải tìm người khác quay lại show đó. Nhưng vì đó là tin đồn nên tôi không thể kiểm chứng đâu là sự thật. Suy cho cùng, trong chuyện này tôi là người bị xúc phạm, bị tổn thương, là người bị cắt khỏi chương trình. Còn lời xin lỗi của họ mà tôi nhận được giống lời giải thích cho những quyết định của họ nhiều hơn. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, tôi đã muốn quên đi, dù lúc này cảm giác đó chỉ như vừa mới xảy ra. Việc họ chọn Hương Giang Idol có lẽ vì tôi già, không có rating nên đạo diễn phải chọn người mang tới rating cho họ. Nhiều lúc tôi nghĩ thời buổi này rating giống như ma trận. Đó là suy nghĩ của riêng tôi, vì tôi không ngồi ở đó nghe người ta phân tích, so sánh, cân đong đo đếm để đưa ra quyết định chọn ai ở lại. Thực sự tôi không dám nghe, vì điều này gây cho tôi thêm một lần tổn thương. Với tôi điều đó giống như mình bị xúc phạm lần thứ hai, nghĩ tới điều đó tôi rất sợ. Không phải lần đầu bị gạt ra khỏi chương trình, đây không phải lần đầu tiên người ta cắt tôi ra khỏi chương trình game show. Trước đây, tôi từng ngồi chung ghế giám khảo một chương trình hài cùng với Việt Hương. Thí sinh tham gia game show này cho tôi coi đi coi lại những màn giả gái. Dẫu những trường hợp đó, nhân vật hoàn toàn có thể là ông nội hay người cha. Chưa kể, thí sinh dự thi cố chọc cười bằng những màn gây gỗ, chửi có vần điệu theo kiểu chợ búa. Tôi nghĩ, nếu cứ lặp đi lặp lại trên truyền hình như vậy thì không hay. Do đó tôi nói, không biết tôi có còn ngồi ghế nóng của chương trình này nữa hay không, nhưng từ giờ phút này, thí sinh nào mà giả gái hay chửi có vần điệu là tôi sẽ chấm điểm rất thấp. Mấy ngày sau tôi bị cắt ra khỏi chương trình, và lý do họ đưa ra là chương trình hài mà mặt tôi trông buồn và nghiêm túc quá. Tôi ngồi ghế nóng cần tập trung theo thí sinh làm gì, diễn gì. Tôi không cười cợt được, không sao lãng chuyên môn, vị trí trách nhiệm của mình thì mới nhận xét và góp ý chính xác cho các em được. Tôi lại có thói quen làm với game show nào không ký hợp đồng để khi rời game show không vướng bận gì về mặt pháp lý. Bởi lẽ, dẫu có ký hợp đồng nhưng nhà sản xuất muốn họ cho nghỉ, họ cũng đưa ra nhiều lý do để mình phải dừng lại. Lúc đó hợp đồng chỉ là thứ để gây lộn tranh cãi chứ không được việc gì. Họ nắm đằng cán còn nghệ sĩ nắm đằng lưỡi. Tôi cũng không biết mình có tham gia game show nữa không và nhà sản xuất có chấp nhận cách làm việc thẳng thắn của tôi hay họ sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt. Ông ấy khó quá, làm ảnh hưởng đến công việc sản xuất, thôi né ông ấy đi. Riêng cá nhân tôi, sau chuyện này tôi rất sốc, cảm xúc của tôi vẫn giữ nguyên dù tôi có nhận được những lời xin lỗi của họ. Tôi vừa từ chối hai game show khác mà họ mời tôi chơi chính trong đó. Nghệ thuật xứ mình giống như dòng sông chảy xiết. Game show là những bụi lục bình trôi nổi trên dòng sông đó. Lục bình cũng trổ hoa nhưng cũng đầy rác hôi thối dưới những lùm rễ. Nghệ sĩ bám vô những bụi lục bình đó giống như bám vô game show. Ai bám bụi lớn thì tồn tại, bám bụi nhỏ thì bị cuốn đi. Dòng nước vẫn cứ chảy, lục bình vẫn cứ trôi. Tôi có thể kiểm soát bản thân trong chương trình, nhưng tôi không thể kiểm soát được những người tham gia chương trình là bạn diễn của tôi. Thôi thì đây cũng là một bài học. Trong lúc rất sốc đó, tôi vẫn kể chuyện này với các con mình để chúng hiểu cuộc mưu sinh không đơn giản. Tôi cũng không quên trách nhiệm giáo dục con để chúng không dẫm phải thói quen, thích gây tổn thương cho người khác. Đó là điều không tốt trong một xã hội văn minh. Sau scandal chèn ép Minh Hằng, Hà Hồ chuẩn bị tái ngộ người không ưa. Hai ca sĩ bị đồn đã nghỉ chơi với nhau cùng những lời sang đất biểu diễn tại sự kiện của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Mới đây, ban tổ chức đêm hội chân dài 11 tiết lộ, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên sẽ đứng chung trên sân khấu Berlin của Đức vào tháng 6 tới. Hai ca sĩ từng có thời gian khá thân thiết, nhưng vài năm nay họ bị đồn đã quay lưng với nhau. Cả Hà Hồ và Lệ Quyên chưa từng lên tiếng nói về lý do rạn nứt tình bạn. Mới đây, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, người em thân thiết của Hồ Ngọc Hà úp mở nguyên nhân cả hai nghỉ chơi với nhau vì không hợp phong thủy, tốt nhất bớt gặp nhau để làm ăn suôn sẻ hơn. Trước những bàn tán của dân luận về lần tái ngộ này, Hồ Ngọc Hà cho biết cô không quá bận tâm về chuyện này.
Mời ai tham gia thì do ban tổ chức quyết định, tôi chỉ tìm hiểu kỹ về chương trình và chuẩn bị tỏa sáng thôi. Tôi sẽ cống hiến những tiết mục đặc sắc cho khán giả ở Berlin. Hiện tại tinh thần tôi rất phấn chấn, nữ ca sĩ nói. Lệ Quyên cũng cho biết cô vui vì được góp mặt trong sự kiện này và sẽ cháy hết mình trên sân khấu. Trước đó, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên từng nhiều lần chạm trán nhưng lại làm ngơ nhau ở các sự kiện. Trên thảm đỏ đêm thứ ba của tuần lễ thời trang, hai ca sĩ đình đám của showbiz Việt là Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đều diện những bộ trang phục toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Tại sự kiện vào tháng 12 năm ngoái, cặp đôi cũng gặp nhau ở hậu trường nhưng gần như không nhìn mặt nhau. Đêm hội chân dài là một sự kiện thường niên của làng giải trí, đặc biệt năm nay là năm đầu tiên ông bầu Vũ Khắc Tiệp mạnh dạn đưa sự kiện này ra nước ngoài. Bầu Tiệp tiết lộ đã mất hơn một năm suy nghĩ và cuối cùng vẫn quyết định chọn châu Âu làm nơi tổ chức đêm hội của giới người mẫu. Mang chương trình tới Berlin, tôi muốn khán giả nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Đức, có những trải nghiệm mới mẻ thú vị hơn. Tôi mời hai ca sĩ nổi tiếng thuộc hai dòng nhạc khác hẳn nhau tới biểu diễn với hy vọng có thể làm hài lòng mọi người. Ai thích nghe nhạc trẻ có nhạc trẻ, ai thích nghe nhạc xưa có nhạc xưa, Khắc Tiệp nói.